tức đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là nội dung chính. Thượng nguồn đang chảy rất mạnh. Các bộ phận đi lên khỏi vị trí tìm kiếm. Các vòng quan sát số 1, số 2, số 3 đánh kéo. 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, nước trên thượng nguồn đổ về khu vực thôn Làng Nổ do đêm qua mưa lớn. Ngay khi nước có dấu hiệu đổ về mạnh, Ban Chỉ huy Cứu hộ đã phát hiệu lệnh cảnh báo. Toàn bộ chiến sĩ đang làm công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khẩn cấp di chuyển đến nơi có vị trí cao. Do cảnh đã đưa hết lên các chốt vọng phía trên nên lực lượng bên dưới phải dùng vỏ bình ga làm cảnh để gõ báo động. Cũng trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã sử dụng 5 chú chó nghiệp vụ thuộc trường trung cấp 24 biên phòng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ lũ quét tại Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trường trung cấp 24 biên phòng nổi tiếng là nơi đào tạo chó nghiệp vụ tinh nhuệ. Chó được huấn luyện bài bản để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trong các điều kiện khắc nghiệt. Những chú chó này có khả năng nhạy bén trong việc phát hiện dấu vết người, kể cả khi các nạn nhân bị vùi sâu dưới lớp bùn đất hoặc đống đổ nát. Chính sự tinh nhuệ này đã giúp quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ lũ quét hiệu quả hơn. Theo VOV, ngày 10 tháng 9, ngay khi xảy ra vụ việc, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Bảo Yên thành lập sở chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời lưu ý sẽ có ngay các lực lượng quân đội, công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp vào hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Vì vậy, các lực lượng cần làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, tính toán phương án phân bổ, bố trí lực lượng phù hợp. Theo báo Quân đội Nhân dân, Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết, sáng ngày 12 tháng 9 đã tăng cường thêm 30 chiến sĩ và 5 chó nghiệp vụ từ trường trung cấp 24 Biên phòng Hà Nội lên, với quyết tâm tìm người cao nhất. Trước đó, quá trình tìm kiếm nạn nhân thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 yêu cầu các lực lượng thực hiện chủ trương 3 nhất, phát huy tinh thần tốt nhất, trách nhiệm cao nhất, thể hiện tinh thần quân dân sâu đậm nhất. Lực lượng quân đội làm nòng cốt phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực tìm kiếm. Công tác hỗ trợ những người còn sống cũng được tiến hành khẩn trương nhằm giúp người dân vơi bớt khó khăn. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nổ được triển khai với nhiều tổ nhóm trải dài từ khu vực sạt lở về phía hạ lưu. Khó khăn rất lớn đối với lực lượng tìm kiếm là khu vực sạt lở rộng tới 24 ha với chiều dài 1,3 km, chiều rộng 200-300 m. Cơ quan chức năng đã xác định vị trí từng ngôi nhà trên bản đồ, danh sách từng người dân có mặt trong nhà tại thời điểm xảy ra lũ quét sạt lở với quyết tâm tìm kiếm được toàn bộ nạn nhân còn lại. Quân khu 2 triển khai 300 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, 125 đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, 15 phương tiện các loại cùng với lực lượng dân quân và nhân dân tham gia tìm kiếm cứu nạn. Qua khảo sát thực tế tình hình, lực lượng tham gia tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm trên diện rộng. Các tổ nhóm tìm kiếm có người dân địa phương hỗ trợ chỉ vị trí khu vực nhà dân bị vùi lấp, khe suối, ruộng lúa bị san phẳng. Hàng chục cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ để công tác tìm kiếm đạt hiệu quả nhất. Thượng tá Hoàng Ngọc Sáng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết, địa hình bùn lầy lẫn xác cá, gia súc, gia cầm gây khó khăn cho chó nghiệp vụ trong quá trình tìm kiếm. Bộ đội phải bới rác thải, vật cản ra để có nguồn hơi cho chó nghiệp vụ sục sạo tìm kiếm người mất tích. Khi thấy thi thể, bộ đội nhanh chóng bàn giao cho địa phương, gia đình để nhận dạng và lo hậu sự. Hạ sĩ Ngô Hồng Sơn, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98 chia sẻ: "Suốt 2 ngày qua, tôi cùng đồng đội dò tìm dưới lớp bùn sâu, lật đất đá, rác thải phủ lấp trên bề mặt khu vực sạt lở. Mỗi khi tìm thấy nạn nhân, chúng tôi vô cùng xúc động. Dù gian khổ, vất vả, nhưng cán bộ chiến sĩ đều có quyết tâm cao, mong sớm tìm được những người mất tích để gia đình họ vơi bớt nỗi đau." Gặp người dân ở thôn Làng Nổ, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai tìm 1-2 địa điểm để khảo sát, đánh giá an toàn nhằm khôi phục lại bản mới cho người dân, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải làm xong. Chiều muộn ngày 12 tháng 9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi xảy ra vụ sạt lở làm gần 100 người thiệt mạng và mất tích, là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng tại Lào Cai. Gặp nhân thân các nạn nhân tại hiện trường, Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với nỗi đau của các gia đình và động viên người dân. Lực lượng chức năng đang tập trung, nỗ lực cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lũ quét tại đây. Sau khi thăm hỏi lực lượng cứu hộ và người dân Làng Nủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc nhanh tại sở chỉ huy. Nhìn khung cảnh tang thương tại Làng Nủ và những gương mặt đầy lo âu, buồn bã của bà con nơi đây, Thủ tướng nghẹn lại trước khi gửi lời chia buồn, thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất đến người dân đã phải gánh chịu hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua, đặc biệt là những gia đình có người thân thiệt mạng bị thương, đang mất tích. Để sớm khắc phục hậu quả của vụ sạt lở, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang mất tích. Đối với 16 nạn nhân đang bị thương, cần tập trung chữa trị bằng điều kiện tốt nhất để có thể sớm được bình phục, trở lại cuộc sống bình thường. Người đứng đầu chính phủ nhắc chính quyền địa phương dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, khôi phục lại giao thông với tinh thần Trung ương lo những cái lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ, theo phân cấp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng khôi phục những cơ sở bị ảnh hưởng để các cháu đến trường sớm nhất có thể. Thủ tướng gửi lời cảm ơn bà con đã cùng chính quyền và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉ đạo về di rời, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống. Chính quyền địa phương cần sớm khôi phục lại việc làm, kinh doanh cho người dân với tinh thần, cái gì người dân còn khó khăn thì cần tiếp tục tháo gỡ. Một vấn đề quan trọng được Thủ tướng đặc biệt quan tâm đó là lo nơi ở mới cho người dân. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai tìm 1-2 địa điểm để khảo sát, đánh giá an toàn, nhằm khôi phục lại bản mới cho người dân, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải làm xong. Tỉnh phải lo là chính, còn vướng mắc gì thì báo cáo chính phủ. Tinh thần là tất cả người còn sống phải có nơi sinh sống ổn định, có điện nước, cây xanh, khu vui chơi, đảm bảo môi trường sống an toàn, không để ai bị đói rét, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở. Thủ tướng lưu ý, hiện tại vẫn còn 50 người mất tích. Báo cáo Thủ tướng về công tác cứu nạn cứu hộ tại bản Làng Nủ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, đến thời điểm này, lực lượng đã tìm kiếm được 45 người trên tổng số 96 người mất tích. Trong số những nạn nhân bị ảnh hưởng do lũ quét trong thôn Làng Nủ, có 16 người bị thương đã chuyển tới Bệnh viện Đa khoa cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó có trường hợp bị tổn thương phổi nặng được đưa lên Bệnh viện Việt Đức cứu chữa. Chủ tịch tỉnh Lào Cai cho biết, cùng với việc tập trung cứu chữa cho 16 nạn nhân bị thương, 35 hộ dân của bản Làng Nủ sẽ được tỉnh tiến hành di rời ra bên ngoài an toàn. Bởi lẽ, trong quá trình tìm kiếm có hiện tượng tiếng nổ và phải đánh chuông báo động, tiềm ẩn nguy hiểm cao. Về lâu dài, ông Trường cho biết tỉnh sẽ khảo sát khu đất 20 ha, đất 5% của xã và xin cơ chế để sớm thiết kế thi công, đồng thời kêu gọi cứu trợ giúp đỡ các hộ dân gặp nạn.